Đâu quá nhỉ? Anh ơi! Có cái gì mà ồn ào thế? Anh lấy cho em xem cái con đôi dép lân này. Cái gì đôi dép lân á? Làm mày khét. Đấy là cái con lân đi anh. Em thấy ạ. Ôi trời ơi. Em thấy những bạn trên TikTok bảo đấy là đôi dép. Dép này đi ổn không em? Dép này đi bằng niềm tin mà anh buồn cười thôi đấy. Đấy, đây cái con lân của người ta đây, dép này bảo nó đôi dép thì đôi dép thế nào? Và tôi phải nguyên đôi dép nhầm. Con lân của người ta đẹp thế này bảo đôi dép. Lân xanh của người ta nó xinh thế này, nó đẹp thế này các bạn. Nhìn như hơi ngộ đáng yêu tí thôi. Dành cho những bạn nào mà hợp với màu xanh đây. Còn cái màu đỏ này, rồi ngầu chưa, ngậm kiếm này. Còn nó là trang trí màu xanh, màu vàng với lại màu đỏ đây. Có cái đôi dép nào mà nó lại xịn xò này chưa? Ai bảo em đôi dép đây? Con lân nó đẹp thế này mà mấy bạn trên TikTok bảo đây đôi dép. Cười thế. Đồ con lân người ta đẹp thế này của đôi dép. Ờ đi đâu đấy?